Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị, thì giờ này thì Ngọc Tâm đang có mặt tại Dồ Thiên Tế quý vị. Trước mặt Ngọc Tâm là một cái khu rừng ở Dồ Thiên Tế nè, cây khô héo nó chết gần hết luôn quý vị. Nơi đây thì quý vị mình biết là vua Gia Long đã từng đến đây quý vị. Đây là cái giếng ngày xưa thì vua Gia Long đã cắm cây gơm để mà cho quân lính dùng nước rồi quý vị. Sau khi vào năm 1777 đâu vậy, ông trốn chạy quân Tây Sơn đuổi vào trong miền Nam, thì ông tị nạn tại cái dồ này nè quý vị, cái dồ Thiên Tế. Sau khi đó thì nước cũng khô hạn quý vị, kéo dài, cho nên quân lính không có nước để uống. Thì ông mới nguyện với ông cha, nếu mà ông còn thời thì cho ông cắm cây gơm xuống thì nước dâng lên để cho quân lính uống quý vị. À, chính vì vậy cho nên ông mới cắm cây gơm, thì vừa qua thì cái giếng nó vẫn còn quý vị. Giờ này thì đoàn cũng gần đến đó quý vị. Giờ này thì Ngọc Tâm mời quý vị cùng nghe lại chú Sáu Thanh sẽ kể đôi nét về tiểu sử của vua Gia Long nơi Dồ Thiên Tế này cho quý vị mình nghe, và nói về Phật pháp trong cái thời nắng hạn cũng như đời lộ những cái điểm đại cùng như thế nào cho quý vị mình xem cái gì và nghe để mình tu hành theo cái gì. Nam Mô A Di Đà Phật. Là cái đời này đó là đời cùng, nó là hết đời, mà ông biết cho biết là hạ nguyên nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can, năm mèo kỹ mão rõ ràng, khắp trong trần hạ nhộn nhàng siết chi. Vậy là ở trên thế giới này nó không có được bình yên nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ phép kính chào toàn thể quý bà cô bác và anh chị em mình đi viếng miền Cách Sơn Bãi Núi. Thì bữa nay cũng vào ngày là buổi cuối cùng. Nơi đây là điện là cái một cái dồ ở trong vua gọi là vua Gia Long. Một cái dồ. Vậy thì hôm nay bà con cô bác mình đã đi đến đây, nghỉ ở đây và biết nơi đây cái diện tích của vua Gia Long. Như tôi thì cái nắm rõ nó không rõ, nhưng chỉ biết sơ sơ qua cái chút ở trong đó thôi, nói một hai cái nét ở bên ngoài thôi, cái sâu sắc ở trong đó tôi không có gần không nha. Đáng lẽ ra để Vũ nói phải đó. Dạ không, Vũ nó học hay lắm đó, tuổi trẻ mà tài cao đó quý vị. Nhưng hôm nay mình thì đưa ở đây vô duyên quý vị, cũng như vua Long thì tại sao ổng có ông về đây. Cho nên như vậy thì khi ông đánh tất trận đó, thì đánh giặc đó, thì tất trận quý vị biết nhờ là quân kéo đó, thì tôi nhớ lại tôi sẽ ở làng Lâm Thắng nghe. Rồi là sau khi ông kéo ở kéo từ cũng nhờ ở ngoài từ Bắc cho Trung ngủ qua tới Nam đó, thì ông kéo ông đi qua đến như là làng Long Hưng, rồi Hòa Long, rồi Long Hậu, rồi Long, rồi tới Long Thắng nghe. Gọi từ Long Thắng đó lại là có cái gọi là cái bảo tiền nghe. Rồi Bảo Hậu á là thuộc ở Định Hòa đó. Dạ cho nên vậy đó là đặt cái danh tự không biết ở đâu là có cái danh từ đó gọi là mới gọi là Long đó, đặt Long Định, ấp Long Định, Long An ở trong đó gọi là đặt vậy đó. Rồi từ từ quý vị biết không, cái ông lên đây nè, bị gì bây giờ hết đường rồi, là cũng như là cũng như gần tận không còn cái thời kỳ ông làm vua nữa, cho nên ông mới chạy lên tới đây đó. Chạy lên đây đó thì lúc này đó là lên đây đó, tại sao mà có núi cấm quý vị biết không, khi ông lên đây ông ở lên đây rồi đó thì là quân lính rồi này kia đó không có là nước uống, không có cơm ăn, quý vị biết rồi đó, mà mọc cũng như mà cái gì bo vậy đó, cái cây ở trên đây nó mọc dữ lắm luôn, mọc ngóc từ sơn, rồi cho quân lính ăn, còn nước không có uống, thì ông nguyện giấy đó, ông lấy cây gươm, thế ông nói tôi còn có thời trong thời gian, nếu tôi nói là hết thời, thì bây giờ tôi chặt cây gươm này xuống đây, cắm cây gươm ở đây, thì nước đừng lên, còn nếu tôi còn thời gian để nuôi quân lính, thì hôm nay cho tôi chặt cái một giác dao này xuống thì cho nước cho lính uống nha. Thì sắp thì ông vừa cầm cây gươm xuống thì nước trào lên gì nha. Đó quý vị sao đó, như nước ra cho tất cả ra quân lính uống nha. Rồi chẳng vậy thôi,
ngon quan cẩn thận, không thấy vậy là bây giờ ngựa đâu có nước uống. Ông nói nếu tôi còn là làm tướng thì hôm nay cho tôi chặt giác thì cho nước cho ngựa uống, thì ông chặt cái cũng trào nước lên cho ngựa uống. Quý vị thấy chưa? Và vậy thì người ta cũng còn làm cái thời gian hai cái giếng nước hai bên đó. Quý vị thấy chưa? Còn cái cây thiên tế đó quý vị biết sao không? Trái ngày xưa ăn được luôn, cho quân lính ăn được luôn. Cái thiên là trời, chỉ tế là hôm nay đó ông đem lại cho cái trái thiên tế này cho quân lính ăn được luôn. Nó ngày xưa nó quý vị ra không? Vậy thì quý vị đã biết qua cái nguyên nhân này rồi, sao ông ở đây là sao Duyên Tịch luôn là năm 1820. Dạ. Vậy là cái đền thờ đó ông ở đây. Rồi. Còn cái ngôi mộ tôi không biết nha. À, đừng hỏi ngôi mộ tôi không biết. Dạ. Dạ. Kính thưa quý vị, à, hôm nay thì tôi xin kể cho quý vị nghe là lấy trong hai câu giảng của Đức Thầy để rồi trình bày cho quý vị, gieo duyên quý vị trong cái bữa nay, để rồi trong cái chia tay trong cái ngày cuối cùng. Hôm nay đó xin trình bày quý vị là đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non, được không quý vị? Dạ. Thì cái bài này ở trong quyển 3 quý vị đã biết rồi, 612 câu. Thì Đức Thầy viết dạy chúng tất cả tín đồ, dạy cho con người trở lại con đường làm tròn bổn phận nhân đạo làm người. Và mà giới thiệu trong đó có thể là sau này cái cuộc đời là đã cùng cuối, mà cho nên là tới cái đoạn này là Đức Thầy viết cho biết là đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc đi kỳ năm non. Vậy thì tại sao lại là đời cùng? Đó. Tu gấp là như thế nào? Nè. Đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non, mà xem như báo ngọc năm non, năm non ở đâu mà có? Vậy thì chúng ta phải tìm hiểu qua. Và sau khi quý vị tôi trình bày xong, một cô bác và anh chị em nhắc nhở lại những điều gì chúng tôi còn thiếu sót. Kính thưa quý vị, nói cho mau, hôm nay đời cùng là hết đời đó chương đạo. Bà con cô bác mình biết là hôm nay là đời cùng, là hết đời. Nó, cũng như hôm nay mình đi ở trong cái núi hết trơn bảy núi, trong cái núi cấm này Thiên Cẩm Sơn nó cao nhất, mà đi đến đó tới cái điện gọi là điện Bùa Hông là nó cùng, là cái đó là hết đời đó, hết cái đường, hết đường đi. Vậy thì đời cùng nó cũng là bây giờ nó hết cái đời thượng nguyên tới cái hạ nguyên hết đời. Thì Đức Thầy cho biết là hạ nguyên đã hết đời là chỉ cho đời cùng đúng không? Còn con người của mình sau khi chết còn sống đây, khi mà mình chết cũng là cùng nữa đúng không vậy? Cùng cái đời của người đó. Mà Đức Thầy giới thiệu qua cái chương trình là hôm nay là cái đời này đó là đời cùng, nó là hết đời. Mà ông biết cho biết là hạ nguyên nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can, năm mèo kỹ mão gõ gàng, khắp trong trần hạ nhộn ngàn xiết chi. Vậy là ở trên thế giới này nó không có được bình yên nữa. Nó con người đó sống chỉ cho trăm tuổi, mà ở trong đó đau bệnh nha, bệnh tật ốm đau đủ thứ nha. Cho nên hôm nay mình phải tu đời cùng hết đời, vậy là phải tu nó nha. Đời cùng tu gấp, chữ tu là trao sữa. Vậy thì hôm nay trao sữa như thế nào quý vị? Hôm nay mấy ngày nay cô bác và anh chị em mình đã biết cái đồng đạo nói về cái cách tu, nhưng hôm nay chữ tu như thế này, giáo lý Đức Thầy đưa ra hôm nay tu là gì? Tu là trao sữa. Mà Đức Thầy giải nè, hôm nay Đức Thầy giải, hôm nay Thầy giải nè, Thầy giải đó là chữ tu đó không phải bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con để tìm nơi non cao thanh giác, hoặc ở chùa ở am mới gọi là tu. Chỉ tu là trao sữa. Nó bởi vì không phải ở chùa ở am mới gọi là tu. Nó chỉ tu nè, chữa xấu thành tốt nè, chữa dữ thành hiền, chữa tà dại thành ngay thẳng, tối tâm thành thánh suốt, si mê thành giác ngộ, phàm phu thành thánh hiền, chúng sanh thành Phật, rồi sanh tử thành niết bàn. Sanh tử là chết sống đúng vậy. Bây giờ chúng sanh là bà con của mình nè, đồng đạo của mình đây là chúng sanh nè. Na chúng sanh mới thành Phật, bởi vì mình tu mới thành Phật. Rồi sau khi mình bỏ xác, có nghĩa là sanh là sống, tử là chết, là mới nhập cái bàn. Vậy thì Đức Thầy dạy này nghe,
chữ tư chân khá chỉ dày, phải chào phải sửa nghe thầy dạy phiền. Đó, vậy thì cái chữ tu đó quý vị, vậy thì hôm nay tu là trao sữa không mà, chứ không có gì khác á. Chữ tu chứ khá dễ chày, nó phải trao phải sửa nghe thầy dạy phiên. Vậy thì hôm nay đời cùng tu gấp là gì đó, tu gấp là gì, là tu mau tu liền. Cũng như hôm nay bà con cô bác mình đi trên núi đó, đồng đạo mấy đồng đạo bằng ban tổ chức, cũng như đồng đạo Vũ, đồng đạo Tuấn, đồng đạo ở trên đây đó, là đồng á vợ Vũ quý vị lên đây đó là tu liền đó, Vũ đi tu không đó. Mấy ngày nay quý vị thấy có gì làm gì không? Không có làm gì hết, là có nghĩa là lên đây viếng, chiều cúng lại, sáng cúng lại, rồi chiều cúng lại xong niệm Phật, niệm Phật gọi gì nữa, rồi là trò chuyện tâm sự qua những cái chương trình gọi là nhắc nhở cùng nhau tu sửa. Quý vị thấy không? Vì là hôm nay nội đi trên núi này là còn đi tu không đó, vậy là tu liền. Đời cùng tu gấp là tu mau. Đã, mau mau kiếp kiếp duyên trần, chúng sanh còn có lập thân hồi này. Chỉ có thân hồi này thôi quý vị, chỉ có một hồi này à, chứ không còn cái hồi nào nữa. Nó chỉ có một thời kỳ này thôi là mình tu, mà tu không kịp rồi đó, là sau này đó, nếu mà người nào mà không chịu tu đó, là nó cái số vô thường nó tới, mà mình đi đây không có được thì thua luôn. Cho nên á, chữ kiếp đó là mau mau, mà mau mau á là lẻ liền. Nó cái thầy nói đó, trong cái thời kỳ này đó là cái số vô thường, mà số vô thường con người đó chỉ vô là không chỉ thường, là hàng còn hết, người này tính người khác, người khác người khác còn tính người khác nữa. Có nghĩa là ông nội mình, ông mới đầu là ông sơ cố tóc cha mình, rồi tới mình chết, rồi tới con mình chết nữa. Cho nên nước này biểu mình tu mau đi, tu lẹ đi, niệm Phật liền đi, đừng chờ đợi, ăn chay liền đi, làm lành liền đi, nếu có tiền bố thí ta liền đi, đằng sau này mình bỏ xác này có cái thân liên qua bác thân bằng sen của thành đó, để không coi đó, rồi mình cũng không kịp nữa. Nếu để chờ sống nổi nhân sinh nghe quá tính ăn năn đã muộn nữa đó, tới này không kịp. Nếu mà đời cái núi này chưa nổ mình còn tu kịp, nó đời mình chưa chết mình còn tu kịp, còn tới chừng chết rồi có tu được không quý vị? Không tu được, không có niệm Phật được. Nó nói nhỏ quý vị nghe, có cái bà này bà nói: Tèn ơi, hôm nay tôi á, mấy chú đi núi đi kiếm cô nội tôi chảnh gì, kiếm cô nội chú chảnh nha, chở ông nội chú nhà không kiếm trên núi không à. Tôi nói cái này á, đi á, Đức Thầy ngày xưa vẫn á là Đức Công đi núi thì giải qua căn, hôm nay đồng đạo dẫn đồng đạo đi giải qua căn, rồi mình đi cho biết cái miền tích chân bãi núi, sau này mình về mình tu. Chứ có người nói ở đây nè, Đức Thầy còn nói nè cho mấy ông biết, ông nói Phật tại tâm chứ có đâu xa mà tìm kiếm ở trên non núi, mà tôi thấy mấy ông đạo dẫn ta đi núi không hay không, cho nên người ta không có biết. Tới chừng nào ta hiểu biết rồi, ta tu còn hơn mình đúng không, ta đi còn hơn mình nữa, và ta biết được rồi, ta nói ai mà có phải tôi biết thì tôi tu hơn nhau nữa. Niệm một tiếng Phật bây giờ á, người ta cũng như mấy ông đạo sớm chiều cúng ngày hai thời, mà mấy người nào tu sau thì cúng ngày bốn thời, không phải ông đạo dữ. Cúng như vậy đó là mau mau đó. Rồi niệm Phật á, có khi đồng đạo quên dẫn đi, cũng như là đi thì ít niệm Phật kìa, bà con ơi đi này đi kia, còn cái đồng đạo đi cái ngồi rồi Phật ta nên kinh niệm Phật nhiều hơn, quý vị thấy không? Cho nên cái người tu sau đó, người ta tinh tấn như lắm. Nó tu trước tưởng đâu hôm nay mình đã có phước có đức nhiều rồi, tu thôi chậm chậm, không là không thành lần lần. Còn cái người mà tu mau rồi đó, người ta cũng biết không kịp rồi, có nghĩa là tầng niệm chiếc nha. Còn bây giờ đó quý vị ơi, tưởng đâu là nói hôm nay ông Tự Vũ tu lâu, cũng tu mấy chục năm nay, nhưng mà quý vị mới tu cũng kịp nữa, cũng bằng ông nữa. Hỏi sao vậy? Bởi vì Đức Phật ông xả tội nha, ông là xả tội, nó kỳ xã tội nay còn một lúc. Hôm nay quý vị niệm một tiếng Phật á, ông bù cho 10 câu. Một niệm một tiếng Phật á, tổng là 10 tiếng Phật ông bù cho 100. 100 là ông bù cho 1000. Hôm nay quý vị thành ra nó mau là ông bù vậy đó. Cũng như nhà nước mình xã vậy đó. Hôm nay cho đó những nghèo, mấy cái người nghèo được người ta ân xá, cũng cho tiền tất nhà đồ tình thương tình nghĩa. Cho nên hôm nay ông Phật cũng vậy, xã tội.
kỵ xã tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đẳng có hữu nhờ, gặp giảng kinh trần cứ nhờn làm ngơ, trầm phong kỹ hơn giống gì hôm nay. Địa ngục cũng tại tâm làm quay, về thiên đàng tâm ấy tạo ra, cái chữ tâm là mà quỷ hay ma, tiền hay Phật cũng là tại nó. Bỏ lại cái đó đâu vậy? Dạ, trong cái thời gian này tại mình trong đó nha quý vị, chứ đừng đổi thừa nó không. Ông Vũ không rủ tôi mà sao ông kêu tôi trai. Ông đâu có rủ ra, ông đâu có rủ con trai đâu. Nhưng ngày mấy ngày nay ông đãi trai không? Ông đãi trai không? Rồi sáng chớ ngày nào mình tu mau tu gấp. Nếu người nào hồi chưa giờ chưa có ngày nào thì quý vị đi trong 4 ngày làm 4 ngày luôn. Con làm chưa? Hồi xưa nay chưa ăn ngày nào mà bữa nay đi 9 ngày để ăn 4 ngày rồi. Thì sẵn cái này cũng như chiếc xe mình chạy chậm chậm. Rồi mấy đồng đạo ủi tới cái chạy luôn. Cái o. Về yeah, được không có đồng đạo? Thôi. Dạ. Nói nhỏ quý vị nha. Cái người mà ăn có ăn chay trường á, người ta nghe người ta sợ lắm. Trời, cái trường là dài. Ha, à, còn á, ăn chay kỳ là hứa hẹn 4 ngày đó, 6 ngày, 10 ngày. Đó là chay kỳ đó quý vị. Hứa hẹn. Ờ, còn bây giờ đó, ông nói đời cùng tu gấp kịp thì là có nghĩa là không cần là trường mà không cần đó là kỳ. Mà bây giờ ngày nào cũng ăn. Ừ, ngày nào cũng ăn hết. Ừ, sáng á, tàu hủ kho, chiều kho tàu hủ, sáng tàu hủ chiên, chiều chiên tàu hủ, sáng nấu chua tàu hủ, chiều tàu hủ nấu chua. Được không quý vị? Ừ, vậy thì mình có nhiều đó, mình ăn lần hoài thì bảo đảm 100%. Đó. Rồi ra nếu bây giờ nếu mà về mà hết tiền thôi thì có nước tương đó. Ờ, nước tương nha, mình kho khô đi rồi mình ra sạch chuối, mình khử dầu để vô ăn. Trời ơi hết nào. Rồi bây giờ kho khô là gì? Kho khô kho khổ kho khổ, muốn thoát tam đồ thì phải kho khô. Ờ, kho khô luôn. Qua ba đường trời đường ác luôn. Ở trong đó đó, điện ngục đạo quỷ chúng sanh mình không cứu, mà mình trở lên, từ lòng người trở lên. Sau này mình làm dân tự quốc hưởng sự thái bình. Bởi vì ngày pháp môn bí mật thánh đạo tăng du người tới đó, tâm trí tối đen, đời lắm ma dương cái gói. Bây giờ mới ăn tương. Nó là mà, chị hai, đi ăn tương đó, ốm bệnh nó chết. Thôi giờ là ăn ăn mặn cái lại đi, kéo mình cái lại. Ừ, nhưng mà nó đó, bởi vì đó chết người nào cũng chết, ăn chay cũng chết, ăn mặn cũng chết. Hôm nay mình ăn chay mình cho trong sạch đưa lên, còn cái người ta ăn mặn lặn luôn không năm mặn chứ. Vậy thì mình ăn chay mình nó đi lên đó, cho nên á ăn chay này đó là Đức Phật nói nghe, ngày xưa đó là cái tội ác là nặng nhất. Cho nên Đức Phật nói đó, kìa chúng sanh đại ác, vì miếng ăn giết đất chẳng tha, muốn tầm nào phát chi ta, cũng tìm để sống lánh xa tai nạn. Có cha có mẹ có họ hàng, tập bè sinh hoạt tập đàn siêng năng, ta đừng bắt nó mà ăn, cũng đừng bắt nó trôi chăn giam cầm. Bảy sâu trước độc muôn ngầm, làm cho chúng nó âm thầm đến đau, lạc bầy giao giác biết bao, sợ cái nạn tết giao hầu gần. Mình có thân nó cũng có thân, nuôi mình giết nó trái cần công bằng. Thấy chưa? Vậy thì gái nghe quý vị, mình bỏ lên cái cân, cái con lồng tông là con là tép gì đó, nó xíu nhà. Nhưng mà cái chỉ linh hồn á, bỏ lên hai cái đồng nhau. Bởi vì nó cũng bị độc thai như là con tép con cá rồi, chưa nó ăn ta, bây giờ nó trở lại thành tép cá luôn. Còn xíu, còn cái linh hồn mình chết nếu mà mình ăn nó thì mình xa xuống dưới bỏ lên cái cân đồng với nhau. Dạ, thì hai cái này đồng nhau. Còn á bây giờ mình á, mình ăn chay niệm Phật cúng lại bỏ lên cái cân, bắt đầu nó chống lên gì đâu vậy. Ờ dắt lên. Ờ ờ gì thì Đức Phật nói nghe chứ tôi không có nói là nha. Đức Phật nói là kìa chúng sanh đại ác, cái tôi không dám. Ờ bởi vì ông nói còn hợp lại như vậy. Thì kính thưa quý vị, thì cái chỗ này là đời cùng tu cấp thì là chỗ mau đó, mau mau đó. Kiếp kiếp duyên cần chúng sanh còn có, chỉ có lập thân hậu này thôi. Vậy thì tu cấp thì thầy đặng xem báo ngọc, nói cho mau này nghe để coi hết giờ hả đại dũng. Ờ báo ngọc là ở trong đó đó, nào là ngọc ngà châu quán nha, lưu ly sa cừ xích châu mã não ở trong này nè. Nhưng mà muốn thấy báo ngọc đó,
ly kỳ là lạ lùng. Ở trong mâm non này đó, vì thì mấy bữa nay quý vị có nghe đồng đạo kể đó, mà quý vị ngồi đây một cái non gọi là dồ thiên tế, thấy không? Phải vậy không? Nó ở đây cái nhận thế là dồ thiên tế đầu tiên là một đó. Cái hai nữa đó là dồ bớm, nó ngang qua đó là chùa Phật lớn. Cái thứ ba nữa đó là dồ đầu, quý vị hôm qua có điều đầu đó, đó là ba phải không? Bốn đó là dồ vàng, đó dồ vàng bữa nay không đi phải không? Để là không có đi. Năm là dồ hôm qua quý vị có đi đó, vì năm cái dồ này gọi là năm non, mà ở trong đây nó chứa ngọc ngà châu báu trong đó. Nào là đức thầy nói sao ở trong đây đó, bị gì lạ lùng là sau khi muốn thấy được đó, là sau khi núi này nổ mới thấy được, chứ bây giờ quý vị không thấy được. Mà chừng nào nổ quý vị tôi cũng biết, chừng nào nổ, nếu mà tới chừng nổ mình cũng biết. Bây giờ nó là nghe cái câu mà ba tiếng sấm đền vàng lộ vẻ thập có quốc chư hầu nhìn chết cái đó mới gì mới thấy. Nếu mà người nào không có tu cũng thấy luôn nữa. Ở ngoài nào là nhà hổ ra ác cứu muôn bày lấp bay lấp chạy sau này ra đo, ai mà ở nguyên ngang đón đường bắt xé tay rắc hồn sao lên để thấy được, phải không? Chỉ vô cái người tu mới thấy được, phải không? Cái người nào tu mới thấy được. Đi vô trong bốn kẻ này là cũng như là cái lòng động thép che thân vậy đó. Sau này quý vị vô ngay nè, không bị mưa nè, không bị gió nè, có cơm ăn nè, có áo mặc nè. Còn ở ngoài đó chiến tranh giặc giả chết, nhưng mà không có cái gì để bạn mang bơm cơ mà. Rồi ở trong đó nào là hổ lang ác xuống muôn bài nó chạy nó tha. Còn mà đi qua tới ông Lâm Chèo quất rồi còn đâu lên đây. Nó đi ngoan qua đèo nao đó, con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha. Chừng ấy nổi dậy phong ba có tân thú nuốt mà người hung, đến chừng chú ấy phục tùng quá giao biết người cùng người ai. Rồi tới đó mới tới dầm nao nó mất mình chơi rồi. Cái người mỏng tu đó là quất, còn cái người tu đó chị đưa lưng cho qua tử. Nói nổ gì nghe ông Năm Chèo đó, tại sao ông Năm Chèo? Ông Năm Chèo đó là cái năm chèo, người ta cái xấu chỉ có bốn giò, nhưng mà năm chèo là năm phép thần thông đâu gì, đặt lên năm phép thần thông. Ổng có năm phép thần thông có nghĩa là bây giờ á, cái đoàn á ông Đạo Dũng dẫn về đây đi đó, cái đoàn Đạo Dũng về đi hôm nay ăn chay không, ăn cà hủ không, còn á có cái người nào mà ăn một cái giò ra ngoài không có đâu nhớ nha. Không biết luôn, bởi vì năm phép thần thông là thiên nhãn thông nè, thiên nhĩ thông nè, ta thông thông nè, túc mạng thông nè, thần túc thông, còn cái lậu thông thông là ông chưa có, cho nên ông biết cái chân luôn. Ông Năm Chèo ông có thần thông, có ngũ thông đó, có gọi là năm cái chèo, cho nên ông biết cái chân luôn. Đây về đây đó, bên đây ai cúng lại, ai không cúng lại ông biết cái chân luôn. Rồi ai niệm phật, ai không niệm phật ông biết cái chân luôn. Nó rồi con cái nữa, ở bên đây sau thì ai có hiếu với cha mẹ ông biết luôn. Bởi vì có hiếu đó, lo cho cha mẹ từng miếng ăn, từng nước mặt, rồi lo cho cha mẹ đó, rồi cúng lại, rồi cầu nguyện cho cha mẹ đó, hưởng điều phước thọ, hàng ngày cúng lại đó, sáng cúng lại, chiều cúng lại, đi bốn ngày nay cúng lại, ông nói, rồi mấy người có hiếu dữ lắm, nha, đi chuyến ngày là đoàn của là cô Phượng đó, có hiếu dữ lắm, cúng lại, găng rác, từ trên tới dưới là cúng lại trên, đến cũng cúng, nó cũng cúng, nó đang xem báo ngọc ly kỳ năm con là lạ lùng ở trong đây, sau này quý vị cho thấy hết trơn. Nào là lưu ly hổ phách mấy to đài cung, dành cho té lòng trong chung chánh chật, quân cùng thần ngao nít vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, nước to luôn đông chào người chân tu. Dạ sau khi đây đó, vậy thì ở trong năm non bảy núi này đó chứa ngọc ngà châu báu, mà chừng nào núi này nó sẽ bung ra quý vị mới thấy. Mà phía trước khi thấy là phải ăn chay nè, uống lại nè, làm lành nè, niệm phật và giữ giới thì có nhiều ra, tốt nhiều rồi đó. Vì sau này quý vị nhớ nha, như mấy ngày nay đó, vì thì bà con cô bác mình thấy vậy thì mấy ngày nay đó mình uống lại có không đạo dễ không? Rồi hôm nay mình ăn chay với tổ nó dễ không? Rồi hôm nay mình niệm phật có khó không quý vị? Vậy là cái nào cũng dễ ha. Rồi hôm nay mình cho tiền ta hôm qua có dễ không quý vị? Rồi hôm nay mấy ngày nay mình giữ giới thì dễ không?
nói đây vỗ tay. Vậy thì kính thưa chú vậy, đáng lẽ gì tôi phải nói hoài, nhưng mà trong thời gian có hạn thì kính thưa cô bác và anh chị em, bởi vì cái nếu mà nói á, cái câu giảng của thầy đó một câu một ví dụ sâu, cho nên tôi nói về cái hiểu biết trong cái một hai cái nét ở trong đây thôi, chứ không có nói dài dòng, và trở lại chỉ cái điểm chính chúng ta gắn là tu thôi. Nó vậy thì đức thầy nói đó, đời cùng tu gấp kịp thì là tu liền, đừng có chờ đợi, đừng có đợi ngày mai. Là vậy thì ngày mai đó, và ngày mai là ngày của Tử Thần, ngày mai là ngày của Diêm Vương, ngày nay là ngày của mình đó. Vậy thì thầy nói là ai mà biết đặng ngày mai, ngày nay yên tĩnh, ngày mai tẩm trầu, từ đây gặp cảnh buồn rầu, cho người tàn bạo cứng đầu kinh khi. Còn hôm nay mình là không phải người cứng đầu, mình là đệ tử học trò ngoan, thì sau này là mình đó là đức thầy về, là thầy ban cho chứng vị chứng ngôi, người đủ các thiện căn giáo truyền đại đạo, định ngôi phân tứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Và sau khi quý vị hưởng được cái cảnh thái bình an lạc, thì hôm nay xin trò chuyện tâm sự chia sẻ quý vị qua vài nét trong nơi đây. Và bởi vì sáu thanh đó thì nói đó, con ngựa chạy bốn chân đường dài, còn dấp bốn chi sáu thanh nói dấp không sai. Quý vị cũng quan hỷ, và sau khi quý vị cũng quan hỷ và cầu chúc cho quý vị đi chuyến này được nguyện giái ở trên Phật tổ Phật thầy chư quan chủ thần, quý vị sinh thần, quý vị năm non bảy núi thường lai trì hộ độ cho quý vị đi chuyến này được giải hết quả căn bệnh tật, tiêu trừ tiêu tan kiếm nghiệp, và gieo duyên lành cùng Phật pháp quy y tu hành cho đến ngày đông qua đại hội, để yến kiến đức Phật đức thầy trong ngày đóng góp. Đến đây chúng tôi xin lời nam mô Phật, cảm ơn Phật, nam mô Phật.